đây là mặt trước của khung ảnh thứ tư, tức là mặt ảnh số 7. Nền đệ nhất Cộng Hòa, một bữa ăn nhẹ trong lúc giải lao ngắn sau khi làm lụng mệt mỏi trên đồng ruộng. Ảnh GTK 29 năm 1936. Những con bò đẹp, hiền lành to khỏe, chăm chỉ kéo cày bừa trên đồng ruộng, giúp ích đắc lực cho nhà nông có một khắp nơi trên thế giới. Đồng ruộng châu Âu nói chung là khô, không có nước và bị lầy thụt như ở châu Á. Chính ruộng lầy thụt do ngâm nước làm cho dễ dàng cày vỡ đất do nó mềm hơn. Vì thế canh tác ở châu Âu cần một sức kéo phải đủ mạnh mẽ. Thổ nhưỡng châu Âu phần lớn là đất đen rất màu mỡ, ít mưa nên đất không bị rửa trôi nên có rất nhiều chất mùn, cây cối rất phát triển. Thế nông nghiệp ở châu Âu chủ yếu dựa vào nước của trời, tức là nước mưa. Ở đó không có hệ thống thủy lợi như ở Việt Nam và châu Á. Đây là một bức ảnh đẹp và hiếm có, không nhớ tả đời sống lao động nông nghiệp của nhà nông Séc gắn liền với đồng ruộng, với thiên nhiên và với các con gia súc yêu quý của họ. Ta sẽ nói một chút về nông nghiệp, nông dân châu Âu thời xa xưa. Bản sao minh họa này là bản thảo thời Trung Cổ, cho thấy một nông dân đang sử dụng một phiên bản rất khiêm tốn của chiếc máy cày hạng nặng. Máy cày lớn hơn sẽ được trang bị bánh xe và sẽ cần gấp đôi số bò và một đội ngũ nhân công đáng kể đi theo. Các cánh đồng thời Trung Cổ có đặc điểm là rất dài và hẹp vì nông dân muốn cày những rãnh dài nhất có thể trước khi họ phải quay đầu lại để cày tiếp, một quá trình phức tạp. Xung quanh hầu hết các ngôi làng thời Trung Cổ có 3 cánh đồng trồng trọt lớn, 2 trong số những cánh đồng này trồng hoa màu, trong khi cánh đồng thứ 3 bị bỏ hoang. Ngôi làng cũng sẽ có đồng cỏ khô và đất chung nơi nông dân có quyền chăn thả gia súc của họ. 3 cánh đồng canh tác được chia thành các dải, mỗi mảnh được ngăn cách với các mảnh đất liền nhau để đảm bảo rằng mọi người đều có phần đất tốt, mỗi gia đình được chia đất ở cả 3 mảnh ruộng. Những dải đất này dài và hẹp vì nông dân muốn giảm đến mức tối thiểu số lần đội cày phải quay vòng. Trên đất nhẹ, một đôi bò có thể kéo cày thành công. Tuy nhiên, đất sét nặng cần một đội gồm 8 con bò vì hầu hết nông dân chỉ sở hữu khoảng 2 con bò. Họ sẽ phải tham gia cùng với những người khác để có đất của họ được cày. Những người nông dân thời Trung Cổ ưa thích bò hơn ngựa vì chúng ít tốn kém hơn để nuôi, khỏe hơn, trên đất nặng và có thể ăn thịt chúng khi chết. Nhiều nhân vật của nền đệ nhất Cộng Hòa, chẳng hạn như chính trị gia Edvard Beneš, diễn viên E.G. Boscovet và Ian Vezic, hoặc các nghệ sĩ đã tài như anh em Josef và Kazen Čapek đã biến mất khỏi các trang báo trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng và tiếp sau đó là dưới chế độ Cộng sản. Sau cuộc đảo chính Cộng sản năm 1948, những bức tranh duy nhất được phép chụp từ thời kỳ giữa các cuộc chiến là những bức tranh mô tả các vấn đề xã hội do cuộc đại suy thoái gây ra. Đó là sự xuyên tạc thực tế của tiệp khắc giữa các cuộc chiến một quốc gia công nghiệp phát triển vào thời điểm đó.